Dạ vâng, xin chào anh chị, cô chú, nhà đầu tư. Hiện tại Thành đang đứng trên tầng 3 của một căn nhà phố Nha Trang rất đẹp mọi người. Và đặc biệt nha, căn nhà này nằm gần biển Nha Trang. Mình ra ngay bờ biển Nha Trang tầm khoảng là 600m. Nhưng mà đường này lại là đường nhựa 20m, là con đường kinh doanh, có vỉa hè rộng rãi. Và từ đây mà mình đi chợ hay là đi tất cả những cái tiện ích đều rất là gần nha mọi người. Đây mọi người thấy không, những cái tòa nhà khách sạn cao tầng kìa, chính là mặt biển của Nha Trang mình. Còn mình đi thẳng đường này mọi người, đường này là đường Điện Biên Phủ nha, đường Điện Biên Phủ, và đoạn này là đoạn giữa của đoạn đường luôn, cách biển tầm khoảng đúng 600m thôi, ra chợ thì khoảng 350m. Đây mình ra thẳng ngay chỗ kia chính là mặt biển Nha Trang mình đó. Thì mọi người chú ý nha, xem hết clip để biết được điểm mạnh điểm yếu của bất động sản này là gì và nó có phù hợp với mình hay không nha. Hãy xem hết clip này, tại thực tế là một bất động sản với bờ ngang mà 5m2 trên đường phố thế này thì cũng khá là khó tìm mọi người, và cũng rất là vuông vắn, rất đẹp nha. Hướng là hướng nam mà lưng là tựa vào núi, view là nhìn ra được phố như này. Và nếu mình xây được 5-6 tầng thì rất đẹp mọi người, giống như những căn nhà bên kia kìa. Dạ vâng, và bây giờ chúng ta bắt đầu vào tổng quan và chi tiết của bất động sản nha. Sẽ xem có cả là flycam này, rồi cả sổ sách, rồi quy hoạch, tất cả mọi thứ nha mọi người. Và trước khi mà chúng ta đi vào xem tổng quan và chi tiết như vậy thì mọi người giúp Thành nha, nhấn một like để ủng hộ Thành nha. Rồi chúng ta vào thôi. Dạ vâng, và bây giờ Thịnh sẽ quay cho mọi người xem chi tiết nha về căn nhà này, để mọi người nắm được cái kết cấu của căn nhà này. Với bờ ngang người, bờ ngang mình sẽ là 5m2 nha, là giáp ranh với nhà hàng xóm này. Mình kéo qua tới bên này là 5m2 luôn. Và cái số nhà của mình rất đẹp mọi người, số nhà có 102 luôn á. Số 102 chính là 102 nha. Đó, vào trong nhà mình sẽ là sân để xe máy mọi người. Mình để xe máy ở đây cho nó an toàn đúng không, khi mà mình không dùng. Thì vào trong nữa sẽ là khu vực này, ngày xưa thì chắc họ làm để làm một cái bàn phòng, gọi là cái phòng lễ tân này người. Phòng này phòng tiếp khách hàng này, họ để thương hiệu ở đây, và trong này là khu vực để họ tiếp đón khách hàng. Đó, thì cầu thang ở đây họ làm người, họ làm cái cầu thang là lên thẳng luôn, từ đây lên thẳng tầng tầng 1 xong lên tầng 2 luôn nha. Họ đi thẳng lên trên luôn, họ làm đúng chúng theo kiểu là văn phòng người, họ bố trí đèn rồi rất là chuyên nghiệp nha. Đây đó, rất là rộng rồi, văn phòng cực rộng luôn. Đây là tại vì cái người thuê họ trả lại thì họ tháo đi những cái đồ bán hiệu của họ rồi, họ để lại một vài cái dính tường thôi. Đó, thì nếu như mà mình mua mình cho thuê làm văn phòng tiếp thì ok. Khu này là khu vực chính trời này, hoặc có thể là nếu mình lên thêm tầng 5, tầng 6 á, tầng 4, 5, 6 thì mình làm thang máy được luôn. Ở chưa cái phần này để làm thang máy hoặc là chính trời. Và có một nhà vệ sinh ở tầng trệt này. Đây, tầng trệt nhà vệ sinh đây nha. Đó. Người thuê họ trả cũng khá lâu rồi thì họ quyết định bán luôn mọi người. Có những dấu hiệu thấm, tại vì không có người ở mọi người, không có người ở đây. Này, những dấu hiệu như này. Đó. Rồi, mình lên trên nha. Cầu thang họ làm khá là rộng rãi, khá là đẹp. Di chuyển dễ dàng thôi. Đây là tầng 2. Chung là họ làm trống hết, chắc thịnh quay nhanh thôi cũng không có gì đúng không ạ? Tầng 2 này cũng làm theo kiểu là văn phòng này. Đó. Tính ra cũng đẹp mọi người. Ở trước này là ban công. Nói chung là trống trơn hết à. Phía sau này là cũng là giếng trời với nhà vệ sinh. Mỗi tầng chỉ có một nhà vệ sinh. Đó. Lên trên tầng 3. Được cái là Thành thấy cái sổ nó với lại cái vị trí đẹp mọi người. Vị trí và cái sổ rất đẹp. Tí mọi người xem sổ nha. Đó. Chưa sẵn khu vực thang máy này, nhà vệ sinh tương tự kết cấu như vậy thôi. Đó. Thì ở tầng 3 này mọi người, thì cái phần này thì họ tháo đi hết rồi, nhìn nó khá là bừa bộn. Họ tháo quá nhiều đồ, nó hơi lộn xộn lung tung một chút. Nếu mình ở thì mình có thể là ngăn lại thành phòng này, có thể là làm phòng thờ được. Bên này làm sân thượng thôi. Bên dưới thì mỗi tầng mình làm hai phòng ngủ bình thường đúng không ạ? Đây là một phòng ngủ lớn,
Ở đây em được xây dựng 6 tầng như bên này. Đó. View rất là thoáng nha. Rất là đẹp. Hôm nay trời mưa, thành tranh thủ quay nhanh cho mọi người. Trời sắp mưa rồi, trời chuyển mưa. Còn ra biển mọi người, ra đúng 6 mét là ra biển nha. Còn hướng mình là hướng nam cho nhìn ra view mình là toàn cảnh thành phố. Thì tí nữa Thành chạy xe từ đây ra tới biển cho mọi người biết được cái đường đi và cái tổng quan khu vực, xem dân cư đông không, họ buôn bán đông không và có nhộn nhịp hay không nha. Đây, đường này đường nhựa 20 mét nha mọi người. Đoạn này là đoạn vỉa hè rất là rộng, tầm khoảng là 4-5 mét đó. Rồi, thì tại vì nhà trống cũng không có gì cả, Thành muốn quay để chứng minh là người thật việc thật và mọi người nắm được cái kết cấu của nó nha. Đó. Còn về cái pháp lý thì khu này là sổ và có giấy phép xây dựng nhưng mà họ chưa hoàn công nha người. Đó thì mình mua bán thì giấy phép xây dựng là để chứng minh rằng là mình xây dựng đúng phép, có phép đàng hoàng chứ không phải là xây kiểu xây trái hay xây bậy bạ đúng không ạ? Nhưng mà chưa hoàn công nha người, nên thì họ chưa hoàn công nha. Tại vì chủ thì họ ở nước ngoài mọi người. Dạ vâng, và đây chính là sổ hồng của căn nhà mọi người. Và đây chính là lô số 10, khu 2 mặt bằng quy hoạch phân lô thuộc khu Nam Hòn Khô của phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Và diện tích của mình là 78m² nha mọi người. Đó, và hình thức sử dụng ở đây là sử dụng riêng này, và đất ở đây là đất ở đô thị và được sử dụng lâu dài. Và nguồn gốc sử dụng đất là do nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng. Tức là cái nhà này á là bản chất đất á là được chính nhà nước quy hoạch và cấp đất mọi người, cho nên nói về quy hoạch là cực kỳ chuẩn chỉnh nha. Còn cái thứ hai mọi người, cái nhà đây, đất của mình đây rất vuông vắn nha. Cái điểm mạnh thứ hai của nó mọi người là bờ ngang được 5m2 nha. Ở bờ ngang 5m2 và hướng sẽ là hướng nam. Ở hướng nam sẽ là rất là mát và view của mình sẽ nhìn được toàn cảnh thành phố nha. Tại hướng nam mình sẽ lưng tựa vào núi và view sẽ ra toàn cảnh thành phố. Thì tí nữa mọi người xem cảnh flycam sẽ nắm được. Và từ vị trí này mình ra ngay bờ biển tầm khoảng là 6 mét mọi người, chính là tòa nhà cao tầng kia, chính là bờ biển. Và bên cạnh mình đây là cách một căn nhà thôi, là qua bên này chính là ủy ban thành phố rồi. Đó, và sau lưng là công an nữa. Cho nên nếu ở đây mình kinh doanh hoặc là kinh doanh thì đường này là đường chính của khu này, rất là nhộn nhịp luôn. Bây giờ Thịnh đang quay vào lúc này, mọi người thấy này, trời đang chuyển mưa, vừa mưa xong rồi và chắc có lẽ chiều nay mưa nữa này mọi người. Đó, vào lúc là 10 giờ nhưng mà cái lượng giao thông người thấy không, họ đi qua lại cũng khá là đông đúng không ạ? Họ buôn bán kinh doanh hết rồi, dọc đường này họ buôn bán kinh doanh hết rồi. Đó. Thì thấy mình thấy là nó rất là vuông vắn mọi người. Phía trước là 5m2 và phía sau cũng là 5m2 và chiều sau là 15m. Và cái đường mà đường điểm biên phủ này thì rộng là 20m nha mọi người. Đường này rộng 20m. Đó, số nói chung là nguồn gốc đất này rất là chắc. Và nhà này thì họ xây dựng là có giấy phép xây dựng. Thịnh đang nhờ người nhà họ chụp gửi Thịnh để Thịnh cung cấp cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm Thịnh sẽ gửi cho mọi người cái giấy phép xây dựng nha. Đây, còn đường này mình lên thẳng phía này mọi người. Lên thẳng phía này sẽ là lên lại bến xe Bắc và đường 2/4 nha. Dạ vâng, để cho mọi người yên tâm thì Thịnh vẫn cung cấp thêm cho mọi người cái quy hoạch sơ bộ nha. Thì đây Thịnh kiểm tra quy hoạch nè mọi người. Đó, mình là cái lô này nha, bên cạnh là cái nhà, tới sẽ là ủy ban của phường Vĩnh Hòa. Và sau lưng này sẽ là cơ quan công an nè mọi người, công an phường nha. Đây, rất là vuông vắn và khu này họ quy hoạch dường như là họ phân lô rất là đều, rất là vuông vắn và đẹp nhau. Quy hoạch rất là đẹp, bằng nhau hết, gần bằng nhau nha. Đó, và mình cách một lô là bên cạnh sẽ là ủy ban và sau lưng là công an này. Công an là quy hoạch màu đỏ mọi người. Còn ủy ban phường sẽ là quy hoạch màu cam. Còn đất của mình, đất đô thị sẽ quy hoạch màu tím mọi người. Đó. Rất là vuông vắn. Ngang 5m2, sâu 15. Và hầu hết khu này á thì bờ ngang tầm khoảng là 4m rưỡi, 5m2 hoặc 4m. Đó, thì lô mình là một trong những lô to nhất khu này, là 5m2 nha. Đó. Vị trí là ở khu này á thì đoạn này là vị trí như là đẹp nhất cung đường. Tại vì sao? Tại vì vị trí là trung tâm của đường này, là nối ra chợ Ba Làng, ra biển và ra bến xe cũng như là trường cao đẳng du lịch. Mà nếu cái đoạn trên trường của những lịch mười thì thường mưa to thì có thể là nó bị trũng, nó sẽ bị ngập nước nha. Còn cái đoạn này của mình là hết ngập này, bắt đầu từ đoạn ủy ban này là hết ngập này. Còn trên đường điện biên phủ này nha, mọi người lưu ý nha, đường điện biên phủ này nếu mưa to thì cái đoạn ở trên mà chỗ ở trường của những lịch đó thì thường nó sẽ bị trũng nước, nó sẽ bị động nước nha. Đoạn nước gọi là nó sẽ bị ngập trũng một thời gian ngắn. Còn riêng khu này nha, mọi người cứ hỏi thăm, khi mọi người đi kiểm tra thì cứ hỏi thăm thêm nha. Thì khu này ở đường điện biên phủ thì đoạn này là nó sẽ không có ngập nha, ít ngập, chung là nó sẽ ít ảnh hưởng. Còn riêng cái đoạn mà trên phía trên kia này thì hay bị ngập nha. Đó, thì mọi người cứ trước khi mọi người mà mua thì mọi người đi khảo sát vào tìm hiểu. Thì Thịnh ở khu này Thịnh làm khá là nhiều cho Thịnh nắm được, nhưng mà đây chỉ là đường trũng thôi, nhưng mà đường nhựa gần biển thì không bao giờ sợ bị ấy đâu mọi người, chỉ là gọi là cái đoạn đường nó bị trũng mọi người thì nó động nước lại thôi nha. Rồi, còn về xây dựng thì khu này mọi người mà được xây dựng là như cái nhà kia, tức là xây dựng được có là 6 tầng nha. Ở đây họ làm khá nhiều căn hộ và nhà nghỉ. Đây mình sẽ được 6 tầng như bên kia. Đất mình được xây dựng dường như là tự do.
đó, được xây theo kiểu cách của mình, muốn xây cấp 4 hay cấp 2 hay là 3 tầng hay 4 tầng đó do mình hết nha. Và cái vỉa hè của khu vực này thôi, vỉa hè khu vực này tầm khoảng là 4 mét, cũng khá là rộng đúng không? Mình đổ được ô tô hay xe máy đó thì nó tiện cho vấn đề kinh doanh sau này. Dạ vâng, và đó chính là hiện trạng bên ngoài của căn nhà mình rồi. Đây, căn nhà mình là gồm một trệt này, một lầu, hai lầu, đó tức là nhà 3 tầng đó mọi người. Thì mình thấy điểm mạnh nhất của nó nha là cái hướng nam là hướng rất là mát và view của mình sẽ nhìn thẳng vào phố và lưng của mình sẽ tựa vào quần thể nước Cô Tiên này, cho nối vào phong thủy rất là ok. Đơn giản vì nó vuông vắn, không có bị lỗi về cấm thoát nước hay gì hết. Còn cái trụ điện này thì nó nằm ở ngoài vỉa hè và trụ điện nhỏ mọi người, mình di chuyển rất là dễ thôi nha, không có gì cả. Mình sợ là sợ những trụ điện to kia kìa. Đó, còn trụ điện này của mình thì không có gì phải đáng ngại cả. Đó, và vỉa hè rất là rộng và lưng mình là tựa vào núi đúng không? Hướng nam nha. Đó, thì ở vị trí này Thịnh cho mọi người xem cái vị trí này. Đây, Thịnh đang đứng chỗ này là vị trí giám xanh nha. Đó, và Thịnh cho dùng chức năng là đo khoảng cách vào lúc là hơn 10 giờ một chút nha. Thì từ vị trí này mọi người thấy sát bên mình là Ủy ban phường này. Bên đây là Ủy ban phường Vĩnh Hòa nha. Sau lưng sẽ là công an, cho nên nối về khu này là dân trí và an ninh là cực tốt, và đặc biệt là họ kinh doanh buôn bán hết rồi. Vì nhà nào họ cũng buôn bán được hết. Đó. Và tiếp theo nha. Là từ vị trí này mình đi ra tới cứ đi theo đường này nha mọi người, đường Điện Biên Phủ này nè. Mình cứ đi xuống tới chỗ mà chợ nha mọi người. Ngay chỗ khu vực mà chợ đây. Ngay chỗ chợ Ba Làng, nhà thuốc Long Châu này, chợ Ba Làng này, rồi Bách Hóa Xanh nè mọi người. Chỗ hàng Bách Hóa Xanh này. Đây. Chỗ này là Bách Hóa Xanh nha. Thì tầm khoảng là 350 mét thôi là mình ra ngay ngã tư khu vực này. Và nếu như mà mình đi tiếp một đoạn nữa, mình ra tới ngay mặt biển của thành phố Nha Trang, ngay đường Phạm Văn Đồng luôn, thì tầm khoảng là 600 mét nha, là ra ngay bờ biển Nha Trang. Ở thì trời gió mọi người, đang gió chuyển mưa, mình tranh thủ làm nhanh thôi. Đó. Đây, hiện trạng bên ngoài mình rất là đẹp nha, ngang 5m2 rất là đẹp. Ở thì nhắc lại nha, cái đoạn này của mình là yên tâm là không sợ ngập lụt. Còn mọi người mua Điện Phủ thì nếu mọi người ngại bị trũng thì cái đoạn ở gần trường Quang Cơ Lịch thường nó sẽ bị trũng một chút nha. Đó, nhưng bây giờ đỡ rồi, nói chung câu chuyện đó là câu chuyện của 3 đến 5 năm trước. Thì nó khá là nguy hiểm nha. Còn bây giờ thì nó đỡ hơn nhiều rồi. Bây giờ thì khá là đỡ rồi. Bây giờ thì đường nó làm lại và cống thoát nước nó làm lại rồi thì nó đỡ hơn ngày xưa nha. Dạ vâng, và phía trước này mọi người, chỗ này chính là cái chợ quy hoạch sau này mọi người. Thì chợ này cách tầm khoảng 110 m. Còn nếu mình ra tới chỗ mà trường tiểu học Vĩnh Hòa này mọi người thì tầm khoảng là 350 m nha. Còn mình đi tiếp thì lên chỗ này chính là cái trường Cao đẳng Du lịch này. Ở trường Cao đẳng Du lịch thì tầm khoảng là 600 m. Và cái đoạn này này thì ngay trường Cao đẳng này thì thường nó sẽ bị trũng nha mọi người. Đó. Trũng nó gọi là nó bị trũng xuống giữa con đường á. Đó. Còn từ đây mình đi lên tiếp chỗ bến xe và ngay ngã tư với lại đường 2 tháng 4 này mọi người thì tầm khoảng là 1,1 cây số nha. Đó thì Thịnh cung cấp thêm cho mọi người nắm rõ đầy đủ nha. Còn tổng quan thì khu này dân cư rất là đông rồi, tiện ích không thiếu gì cả nha mọi người. Đó. Đối diện mình phía bên này là quỹ đất. Bên này là quỹ đất của trường đây này, đây là trường học người, đây là trường đại học thông tin liên lạc người. Đó, của quân đội nha. Đường sinh viên ở đây đông, khá là đông. Đặc biệt nhất là cái lưu lượng đi lại này, giao thông này, dù đang trời mưa này mà thôi, trời mưa vỉa hè nó không rộng nha, đổ được ô tô ở trước nhà hay xe máy thoải mái. Đó, lượng giao thông này thực tế nha mọi người. Nếu mình đi vào lúc chiều tối á, thì đường này nó đông hơn, tại đây là đường chính của khu vực này nha. Dạ vâng, và bây giờ từ vị trí cái nhà mọi người, địa chỉ là số 102 đường Điện Phủ này, mình sẽ dẫn cho mọi người nha, từ vị trí nhà mình ra tới biển để nắm được cái lượng dân cư, cái lưu lượng giao thông họ qua lại này, và cái lượng dân cư và cái việc mua bán của họ này. Đây là cái ủy ban thành phố nha. Mình vào trong này này sẽ là quân ủy ban phường và công an phường. Đó, và cái dọc con đường mà sao họ buôn bán kinh doanh rất là nhiều nha mọi người. Thì tất cả mặt hàng đều có hết, từ nhà hàng, quán ăn, tất cả mọi thứ đều có hết này. Đó, mình đi ra biển với tầm khoảng nếu mà đi xe máy kiểu này tầm khoảng 30 đến 45 giây thôi. Nếu đi tốc độ bình thường nha, có thể đang đi chậm để quay phim này. Còn nếu mà đi bộ thì vẫn thoải mái đúng không? Tầm khoảng 5-6 mét đi bộ là bình thường. Đó. Và cái vấn đề về cái giá mọi người thì cái này họ đang bán mọi người. Cái giá họ đang bán là 8,6 tỷ nha. Đó, 8,6 tỷ và cái giá này chỉ bớt lọc mọi người. Giá này họ chỉ bớt một xíu thôi. Thật sự là vậy. Đó. Cái giá 8 tỷ 6 nha mọi người. Đó. Và cái thứ hai nữa mọi người. Cái thứ hai nữa là so với thị trường thật sự là cái giá này cũng chưa phải là giá tốt lắm đâu. Nhưng mà bây giờ dường như nó là căn duy nhất ở vị trí đó đang bán mọi người. Đó. Cho nên Thịnh mới quyết định review, tại vì hôm trước Thịnh có khá là nhiều người họ hỏi thăm Thịnh. Như cái đoạn này là Thịnh quay mấy căn này đúng không? Đoạn gần biển này là giá tầm khoảng là 140-150 triệu. Nó càng gần biển thì giá nó càng cao mọi người. Còn mà ở đoạn dưới tầm khoảng 100 triệu hay 101 gì đó. Còn đoạn trên đường gần đường 2 tháng 4 thì tầm khoảng nó sẽ là
90 triệu, tầm khoảng là 80 đến 90 triệu, còn giữa giữa tầm khoảng 100-110, còn ở đoạn phía này tầm khoảng là 130, đó tầm khoảng là 130 nha. Nhưng mà cái bữa trước tình quay là hay, nó có ba mặt tiền, nó mới là 140 đến 150, do nó đẹp mọi người, nó ba mặt tiền là cái lô góc duy nhất và đẹp nhất ở khu đường Điện Biên Phủ này đó. Thì Thịnh nói thêm cho mọi người nắm được cái giá so sánh thôi, tại vì Thịnh thấy là 8 tỷ 6 mà mình trừ tiền nhà ra thì nhà đã xây tầm khoảng hơn 1 tỷ, tầm khoảng mình nghĩ là 1,5 tỷ quay đầu, khoảng đó đúng không ạ. Mình lấy là 78 m² sàn, mình nhân lên mình cứ tính là 70 đi, mình nhân cho 3 lên, 3 tầng là khoảng 201, rồi tính 20 đi, 20 nhân cho giá đơn giá 6 triệu thì tầm khoảng 1,2 tỷ đó. Thì trừ hao ra khoảng 1 tỷ đúng không, 1 tỷ mình trừ ra còn khoảng là 7 tỷ 6, thì chia cho diện tích 78 triệu thì giá tầm khoảng là 100 triệu m², 90 mấy triệu, tầm khoảng 97 triệu m². Thì với cái mức giá mà 90 mấy triệu m² thì giá này là giá thị trường thôi, nhưng mà nó hiếm một cái mọi người là nó nằm ngang 5m2 và nó vị trí giữa con đường, vị trí khá là đẹp đúng không, thuận lợi cho việc mình kinh doanh buôn bán hoặc là mình vừa ở cũng được luôn, ở để dành cũng ok, đi ra đây tầm khoảng 6 mét thôi đó. Rồi thì Thịnh quay như vậy để bổ sung cho người nắm được tất cả những thông tin, thì Thịnh thấy là điểm mạnh nó khá là nhiều đúng không, Thịnh nhắc đi nhắc lại nãy giờ rồi, chỉ có điểm yếu thì Thịnh thấy là nó chưa hoàn công thôi, nhưng mà giấy phép chung chỉnh cho người, giấy phép xây dựng đàng hoàng, chỉ có là chưa hoàn công và cái giá thì họ không thương lượng, gọi là họ không thương lượng được nhiều, họ chỉ bớt một chút xíu thôi, gọi là mơ mắng cho cô chú anh chị là thiện chí muốn mua đó. Và thật sự là căn này hiện tại là nó hiếm cho nên cũng khá là nhiều người quan tâm và trả giá nhưng mà chưa được giá mọi người. Thì nếu mà cô chú anh chị cảm thấy là phù hợp với nhu cầu của mình thì liên hệ Thịnh nha, qua số điện thoại là 0339 753 210, để Thịnh hỗ trợ mọi người kết nối với gia chủ để thương thảo cũng như là hỗ trợ mọi người trong vấn đề là pháp lý nha đó. Còn nếu mà chưa phù hợp thì mình cứ xem để tham khảo thị trường, và biết đâu mọi người thấy ai đó người quen của mình mà có nhu cầu tương tự hoặc phù hợp thì mình chia sẻ cho mọi người. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè của mình, những người mà đang cần tìm nhà trên đường phố lớn ở Nha Trang, gần biển Nha Trang, và có thể là cho thuê tại dòng tiền này, hay là đầu tư này, hay vừa ở và kinh doanh này, hay có thể là mua để định cư nghỉ dưỡng đúng không ạ. Mình thích ở đường lớn, vỉa hè rộng rãi, gần chợ, gần biển, gần tất cả tiện ích, thì giúp Thịnh chia sẻ nha. Với tầm tiền mà 8 tỷ 6 tìm nhà trên mặt đường này hiện tại cũng khá là khó mọi người, trên tiền đường nhiều 20 m gần biển cũng khá là khó nha, có thể vừa ở và kinh doanh được đó. Cho nên Thịnh mới quyết định là review, và biết đâu khi mọi người quan tâm thì mọi người cứ mạnh dạn trả một cái giá đi, rồi Thịnh sẽ theo dõi cho mọi người, nếu mà họ chịu cái giá nào tốt hơn Thịnh sẽ báo mọi người nha. Còn hiện tại họ đang đòi là 8 tỷ 6, bất lòng nha mọi người, bớt một chút xíu. Rồi Thịnh xin phép là dừng video đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại mọi người ở video khác nha, và nhớ giúp Thịnh nhấn một like và đăng ký kênh của Thịnh để theo dõi những video khác khi mà Thịnh tìm được bất động sản nào cảm thấy là hợp lý, có thể là vị trí đẹp này, hay có thể là giá rẻ này, hay có thể là ở nhà đẹp này, Thịnh sẽ review cho mọi người để mọi người ở nhà và nắm được đầy đủ thông tin để tham khảo thị trường nha. Xin chào và hẹn gặp lại.